hai cái chiếc còn nguyên được mà mình dành dụng được cây vàng, giờ sẵn đi vào má thì gửi với má luôn. Đâu rồi, lâu vậy? Lên liền không ơi? Để đi. Má con với thằng đi dưới chịu về nha má. Xuống dưới chơi má lâu động xuống dưới. Ngồi mé ha. Được không? Muốn ngồi sao đó ngồi à. Ngồi mé không chạy té không? Biết. Được chưa? Giờ mới mưa chứ mà. Thôi đi từ trưa tới giờ. Để không gài cái nón bảo hiểm lại. Được không? Tôi ngồi mé kia đâu ngồi vậy? Té quá. Ngồi im, ngồi im. Thôi đất ơi. Xe, 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 xe. Không phải. Trời đất ơi, hên tôi ấy, chúng tôi xuống rồi, chúng tôi thấy bà nội tôi rồi. Trời. Mẹ về sao? Mẹ không mưa thì được quá, tự nhiên trời mưa. Ờ, cái hắn nó ướt kìa. Ủa, phán, phán. Tôi quên rồi. Quên bị thương sáu với ca cháo lòng. Ờ, lẹ đi trời. Tướng nó đại đi, tôi đem ra tôi lấy vô. Ở lẹ trời dưới đất mưa nữa lẹ. Trời giống nậu với tới tội cho tên tục lên. Trời ơi mưa tới. Nó đi dướng cục đường đó văng thình lên rồi nè. Lẹ lấy trời. Giá sĩ nhớ rửa nước nè. Đi có gì đó cũng quên. Có khốn tục đường đa thì những văng thình tùm lum này. Liếm. Tầm hôm nay bận đầu đẹp này. Ôi lẹ đi đẹp đẹp gì. Mẹ máng có bịch cháu với bịch cháu lòng nè. Cháu lòng má không? Má đi về cho má ăn lâu rồi không về. Ông ghế gì ở trên đây luôn không có về thăm má vợ gì hết trơn. Gì vậy? Mày còn quên nữa không? Đi ông nội hết rồi. Còn quên nữa. Trời từ cái trời mưa nó té bây giờ nè. Mới đồ cái nón sao ngực quá trời. Rồi đó 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 nớt đi mượn. Ê sao rớt được chuối mà nập đâu. Cái miệng tôi không yên lặng vậy á. Nó mới tối nè. Đâu gì bắt kèn với ông nội. Tao chửi xe sao? Tới nè. Ủa đâu vậy? Ơi. Đâu vậy bà? Đâu vậy? Chuối gì? Đứng đi tôi đợi nó chuyện mãi thấy nè. Chú sáp mày ở đâu? Bữa ông danh hồ á, ông ca ông thấy cái ngoài bữa ngồi quán cà phê phải không? Cái ông hỏi nha, ủa chị sáp có bầu? Ông thấy cái bụng mà ngồi quán cà phê nữa, bụng trình thành nè, bụng mỡ á. Tự nhiên cái ông là, ủa bộ chị sáp có bầu hả? Trời ơi, cái bữa không tính qua mà quên. Rồi về nói tiếp trời. Từ từ, trời bữa ông nói mắc cười ông chết, ông hỏi, ủa bộ chị sáp có bầu hả? Tự nhiên đâu biết sáu nào đâu cái mới nói ừ sáu đây nè cái mới nhớ nước ổng danh hồ đó à danh hồ ừ trời đất ơi ủa lấy chưa vợ về hả tao cái gì nổi đây ổng đinh hả con thảo qua nó trở về tao đinh nổi 8:30 đâu cũng nay ổng đi làm hả nhà à, đi làm bủ rồi về cái khách ra đồ đi đóng đầu cưa cho người ta vậy hôm nay không thấy karaoke là biết đi mặn suốt rồi đó à thảo có chỉ số kiếm mày nữa kìa. Không giấy số kiếm nữa hả? Vô bán nữa hả chị? Đạp á, cái bữa mà ngồi quán là cái kêu mua cái hỏi hổng này, cái tí liệu có về, người ta nói về từng à, chú bà hay bà chú có về muốn gặp nó thì từng về rồi hay từng này này. Ừ. Đó. Trời bữa ông danh hổn nó cái mắt cụm chết luôn. Thấy bụng bà trình anh đó bà ngồi đó, thấy bụng bự đó tưởng đâu bà có bầu. Rồi lên. Hả? Ờ, ông coi, ông nói, ông hỏi đó. Chứ tự nhiên có biết gì đâu. Đi đi đi. Đi á. Đi nha. Biết má mới nấu cơm chiều chưa nha. Đó đâu rồi quá đi xuống coi có gì ăn không ăn bảy miếng thôi. Ăn gì phải nãy tự nhiên nãy 1 giờ mình tính về chơi nguyên buổi chiều. Về hôm nay bà hai ơi. Tính chơi nguyên buổi chiều ai gì trời mưa tốt rồi giờ mới hết mưa mới đi. Hôm nay mần lu vô mệt chứ
chút xuống móc cái gì nào em về ăn đi. Móc cái gì nào? Vừa nào? Ờ. Má có mấy cây ngoài sao đó, chỗ chuồng gà đó. Coi nó nạo chưa, nhắn cháo cũng được thì đem về uống nước má cho má. Má cải bự ghê trời. Hả? Lá cải nó bự. Cái gì vậy? Cải bẹ xanh, bẹ ngọt, bẹ tím, bẹ đỏ gì đó. Nó đã làm đường bự chán chạy mát cu le luôn. Chạy thôi, mát cu le nữa. Má ba hay nói vậy, ba hay chửi, xưa ba hay chửi tôi vậy. Mày mát cu le làm sao bé hai ơi. Có con chim nó bay cái gì vậy? Có con chim bình tiên đó. Ồ quá mọi người. Ờ tôi hát đó. Giá trời cho má, ba chưa nấu cơm đi, có cháo lòng rồi đưa cho ba ăn. Ê. Lòng trưa hơi đắng nha. Dưới má chắc mưa nhỏ vậy thấy nước ít xỉnh ta. Nước kì mết, xuống tắm được luôn á, ít. Tắm vậy nên nước động con miếng, nước dưới mình nước quá trời. Rồi củi phơi ướt tơ. Ủa má, ba mới đem củi vô ta, ướt nhẹ hết trơn rồi. Để văn mình hay gì không cho mình vô này văn. Ôi quá trời trời trời, chị té. Chứ nó trơn té rồi. Chị chạy luôn. Má chơi cũng té cái điều rồi. Chân lùi sao bá đông chắc kêu má mua vô má gửi. Tôm dẫn đây đi. Thì gắn mèo hả? Đưa bịch xương sáo thôi. Dạ. Chéo đây nè. Đây. Hiu rồi nó không quên. Tao quên, tao gấp với tao quên rồi ơi. Má. À. Má mới xuống má. Ừ. Hai chồng trảnh nó có cháo lòng này này má ăn. Với xương sáo này má. Má mới xuống là gì má? Trời má nấu nồi cơm gì dữ hận vậy? Có cơm này nấu. Cơm nguội mới nấu sáng giờ hả? Nấu sáng giờ không ai ăn hết rồi giờ hấp để ăn. Trời ơi có gì ăn cơm không? Có. Nè nè nè. Gì ông nội? Có đồ ăn. Mà sáng giờ nấu rồi mắc ăn bánh không ăn cơm. Giờ nồi cơm nó mới ăn tới chừng nào mà hết trời. Tép này tép mắc kho thịt tép nào vậy? Kho này có thịt tép kho ăn cơm không? Múc tôm ăn đi. Cơm, cơm. Cơm ai? Để chở ăn chưa ăn cháo lòng nhé. Này ba không? Không mong ăn đi. Này nấu cháo lòng ăn hả? Ôi không hèn cháo lòng á má ơi thì kêu nấu ăn đó, mua bị miếng lòng, miếng huyết, miếng thịt thì về nấu ăn. Cơm đó ra chứ cơm này ăn không có được. Mà sao phèo mua nó đắng nghét rồi má ơi. Sao vậy ăn? Biết bà bán lậu gì mà mua hồi già hả? Này chắc má cho dịch ăn chứ. Giờ thiêu rồi, giờ nó thiêu hả má? Mới đó, ừ. Thôi không có ăn nha, thôi không có. Được má. Không, này ăn được. Đó cho ấy mà. Ăn đó đi. Cái tô gà ăn á. Cái này nó thiêu rồi. Thì ăn cũng được mà nó có xương sáo nãy xương sáo má ăn hen. Thôi đem về để ăn bớt đi chứ nhiều quá ăn gì hết. Trời ơi mà trơn lùi mém té không nổi. Múc miếng má ăn còn nhiêu đem về. Múc chừng ly thôi còn nhiêu đem về chứ nhiều lắm ăn quá hết. Giờ mới sao cái gì? Ai không có ta. Cái giá đâu má? Giá đồng ống. Múc gì vậy? Múc chén má ăn hen. Thôi chừng chén à, đừng chút nhiều. Nhiều ra có ai ăn hết. Để bịch sao múc cũng được. Để bịch đi, để bịch múc chừng chén à. Để chén, lấy chén múc má ăn. Chén rồi. Cơm có canh nè, hâm hâm không hâm nấu ăn. Canh mướp nè. Canh mướp hả má? Muốn ngoài đây có mướp mà má chút cho xin ít trái vậy nó canh cắt đi. Để lát cắt luôn này bị ăn chực. Chực gì vậy? Má tôi chứ gì đâu không chực. Thì có cơ. Chị ông á là bả mới về bán chực tôi đó. Dịch tôi nuôi chứ không phải má ông nuôi rồi mới về bả ăn. Mấy con múc cho má. Múc chừng chén thôi nha, đừng múc nhiều. Chút rồi cắt mướp cho. Vậy nó canh. Hâm không mà hâm cua gì giống ăn được rồi má ơi. Hâm nóng ăn cho ngon. Cháo lòng má ăn cháo lòng đi. Giờ múc cháo lòng má ăn nha, hay má ăn xương sáo. Giờ chưa ăn đâu mới ăn. Giờ má ăn miếng đi. Ăn gì tụi con cho vui. Tụi con vui. Vậy múc cháo lòng ấy này xong múc cháo lòng má ăn nha. Chừng chén thôi chứ đừng múc nhiều nhiều không hết. Đường nó mình đã bỏ dưới đây. Ui mua cái bà trên Tân Hiệp này có 20.000 mà bịch xương sáo bự chán luôn. Chà bá ăn không hết luôn á. Bà bán rẻ mà chứ mua 10.000 cái bà ép thôi mua 15 đi. Trời ông nội ăn cơm ngon miệng quá. Má ăn
hột hột lựu không? Thôi đi, đừng đừng muốn hột lựu. Đừng muốn. Có gì ăn con hột lựu đi, ăn nó ngon. Thôi đi, nhiêu đó được rồi. Để múc miếng đậu xanh cho mát. Thôi ông nội ơi, ăn làm như tôi trở từ bói đấu không chờ không bằng vậy. Thì đói chừng nào ăn chừng đó biết đâu nói. Chở nó không ăn. Kêu nấu cháo lòng cho đã được. Con nấu cuốc cho mập nồi mà ông ăn con chén ăn lời con miếng vậy rồi xong á. Cuốc cho một tô. Vậy múc cháo lòng mới ăn nha. Múc miếng mới ăn với tụi con cho vui. Con xúc tô cơm ăn rồi sau đó bụng quá. Ăn cơm đi. Rồi nó cháo gà. Có mẫn có muỗng chưa má? Có. Có muỗng nè. Có muỗng vậy con lấy tô con ăn cơm nè. Ăn cơm đi, đây có muỗng nè. Tô má ăn cháo. Ủa bên bữa ăn này em để em ăn giá hả? Nè mà muỗng nè. Có muỗng nè. Đi tôi chán cái mới chứ này mày mới múc à. Tại nó giờ nấu qua không ai ăn hết thì giờ nó hư rồi. Ừ. Mấy đem múc chám ha. Lấy giá múc canh nó cũng được. Có giá múc canh thì cũng không thấy. Ủa sao có lòng gì? Nó không đen. Đen là phải có huyết hậu. Ngoài tiệm ta nấu là có huyết hậu phải không má? Ừ. Có huyết hậu nó mới có màu. Còn mình không có là nó mình không có màu đâu. Ít ít vậy. Thịt hồi nãy bỏ dưới đáy là mất tiêu rồi. Ít ít vậy nha, nhiều quá mới ăn. Nấu hết tưởng rồi. Mới ăn cậu cháo này, gà nè. Thôi đi. Trời mất. Thì múc tô cơm ăn đi. Ăn cơm đi. Chiều mới ăn bỏ tủ lạnh đi rồi chiều mà xương sáo chiều mới ăn. Chắc chiều mới ăn chứ giờ ăn này no rồi. Má ăn cháo đi. Ngày má kho nào vậy? Mới hồi tháng. Ủa ai đi chợ ra chợ mua má kho? Thì bả về cho. Bả về cho hả? Ừ. Rồi ngon quá. Ăn bả thấy bả la không? Đìa rồi. Múc đi ông nội ơi. Cho ai ăn ăn cái bộ cho mà. Bả về bả cho má gì? Cho thịt với cho. Về mình gì bả hả má? Ừ. Được đó. Bả về ở lâu không má? Nó ăn nghỉ mần về chơi một chút. Có dựng bãi về không má ha? À. Có mấy con về không hay mình bãi về? Nè chút mấy chút ba nồi má hâm lại nha. Cháo nè. Đây má ăn má đưa sáng được con. Mắc nghẹn có ngồi uống nước nữa hả? Thêm cơm đến tôi nè. Này ăn cục hay cục phụ quay? Này ăn cục này hả? Có canh nước má nấu nè. Này ăn thêm cục hay cục thịt đi rồi ăn. Ngồi trên má xíu xíu về. Cơm rồi tắt nước rồi. Tôi đám dỗ rồi, đám dỗ ba tới có mời à. Mày cô 10 với cô 8 không má? Em 9 nữa. Cô mời giùm cô 10 với ông 10 với cô 8 những 8. Ông 9 bịch chú 9 ông 9. Mời giùm mấy người đó. Mời mấy người lớn thôi. Dạ. Còn con cháu kia tự nhớ tự về nha. Ừ, nhớ gì vậy? Mời mấy người lớn mình phải mời. Để không mời người ta. Là trách hả? Người ta buồn. Nè mấy con có bánh gì không? Có. Gửi về phụ có chục bánh thôi. Mấy con bánh ít hả? Ừ. Ít thì tét không có lá. Nó má lọc lá chưa đó, chuối nhỏ rồi má lọc chưa? Chưa, mốt mới lọc, sớm nay sớm. Nó có mùa có không à?
ra à, đầu bán mua tốn tiền không nội ơi. Mua gì? Mua lá chuối luôn á. Lá chuối. Nhà có lá có canh mướp không? Chan canh mướp vô dễ ăn. Dạ. Mướp này má nấu rồi chưa hả? Mướp nhà mình chắc ngọt hay non nghèo. Ngoài chợ bán nấu rồi. Ngoài chợ tao bán già già không? Tao chở anh mắc trứng gì không ăn cái gì vậy, thấy má ăn cái thèm. Ăn gì vui. Thêm cháo ơi, má ăn không hết. Cháo. Nay tao má la quá trời đâu ăn luôn. Lớp rồi thịt kho tép rồi. Có cháo gà. Cháo gà nó tùm lum. Ăn hết. Bữa không có, bữa quá trời. Ăn không ra kiếm mày hết nên tao có bể dừa má. Mới đông hổm mà chưa tới. Chết cha vậy có nhựa nào không? Xin nó trái về. Chắc khó mà chưa được uống nữa mà. Nó trái về uống. Mấy trái? Móc lại 2-3 trái đi dẫn uống. Cho má cho anh uống, hôm nay ba má bệnh vậy đó, ba mệt. Má vừa trái má để vừa khô không mà. Muốn uống xuống thì vừa lùng cái này coi nào, hổm bẻ một cái lên. Dưới không ăn? Ờ, thịt là nó vừa nạo với chưa có nào giữ. Uống mà mát. Mới luôn hả? Mai mốt về phụ má, có bánh với mời chị xui. Ủa nay có mời má con cảnh nữa hả? Mời xuống phụ má. Đám giỗ mời bà có nói gì không? Ai biết là mời cái gì đi thôi. Ai chặt vô. Ừ. Mời bà xuống phụ quá má. Cái dao á. Xuống phụ. Thì mời vậy đó, đi không đi thôi. Mà chờ chến mời nói làm sao, ta nói cúng cơm ba mời. Mấy cũng bữa đó 26 cúng cơm ba con ở dưới thì má con mời má xuống uống rượu ha, dùng cơm má. Rượu đám mời đám cưới mới kêu bọn uống rượu mà. Mà chú dùng cơm trưa. Kêu chú ăn chật rồi về. Nó bậy rồi mà. Nói tào lao. Anh nói 26 rồi à, má con làm cái đám giỗ cúng ba cúng cơm ba con. Rồi mời má xuống dùng cơm. Dạ. Mời đi nữa. Cái bỏ đi. Bỏ đi. Đem lên nè một đây. Sao ăn đi hả má? Đi đâu ở dưới em? Gửi má cây vàng. Bằng ông nội có thấy không? Ui bán đồ đẩy hổm nay rồi hổm vàng sụp rồi còn mua. Mua để dành nữa có ai bán đất thì đắp tiền hút hụi vô mua. Được cây chiếc 5 chỉ 24. Bởm vàng sụt con mới mua hổm nó tự nhiên vàng. U đi Ngọc Sương nó vàng nó sụt sao nó còn có nhiêu đó. Rồi con thấy rẻ con mua. Con đắp vô hụi con mua. Giờ đưa má cất giùm con nha. Được cây. Con ghe báo này đây đã đi cũng định ổng không ổng thấy ông nội. Chi nha miệng tọc mạch cái miệng ổng ấy rồi má cất giùm con rồi. Nào con cần rồi con lấy. Mướp đâu má? Đâu ra má chỉ con cắt coi. Cây dừa đó 2 trái với mấy trái nhỏ này cắt được rồi. Ngoài đây hả má? Đây 2 trái. Trái này ăn được chưa má? 2 trái đó cắt được rồi với xuống cây dừa. Trời ơi trơn quá. 2 trái này ha. Ừ trái đó với đằng lại trái nữa là cắt đi nó cắt được rồi. Trái này hả má? Ừ. Với cái chỗ đó 1 trái nữa đó. Chắc nấu bạn tô canh con với ông Sang ăn ha, chở anh má ba ăn chay ba nấu ba ăn trường quá. Dưới này có 2 trái nữa. Đâu má?
Ồ, trái này bự rồi. Ủa này già chưa má ha? Chưa, mới đó là già đó. Sao thấy bự trẻ rồi nè. Có tại trở nó cái đó nó ngọn, con nhỏ bên này lớn, con nhỏ lớn rồi già. Bên kia nó ngọn nó mới nhỏ hả? Bên kia ăn trước không đợi lâu rồi. Con này mới đây. Rồi hai cá gì cui. Ủa sao con cá gì nó leo lên kìa. Ôi nó ra ấy mình không gỡ thôi kìa bà nó. Để chút kia ông sang gỡ rồi xong thấy cá gì. Bé chín dần hả má? Chết rồi, bỏ đi, rồi. Cá giống cá chốt quá ta. Gà con má mới mới gầy đó ha, mới nở hả? Được chục không má? 2 4 6 8 10. Ủa hai này hai bầy hả? Rồi có mấy con này nó không nên thân. Ấp nhiều đó trứng mà. Được mấy con. Ông nội sang bé vừa mất tiêu lên kiếm. Rồi đi lên kể má nghe. Hứa gan với ông nội gì. Bữa đám cưới con chú Năm gần ngoài đồn á. Con không có đi, kêu ổng đi. Đưa 500 ngàn kia bỏ bao thư. Mày mắc chứng gì á, bỏ có 200 mà má coi ác nhơn chưa. Tới đội tao coi sổ là thấy là hồi xưa ổng đi mình là ổng đi 500. Cái đó mình ghi vô tập đàng hoàng, xưa ai đi nhiêu mình ghi giúp hết trơn à. Mà mắc chứng hiện giờ á, đưa 500, nó kêu đưa 500 thì bỏ bao hư hết giùm cái nha. Hai về là đi có 200 mà lấy ăn hết 300. Hút thuốc hay quánh bài làm quầy vậy đó. Con ác nhơn dễ sợ chưa. Làm vậy là đi vậy sao nói. Đi vậy mốt người ta nói nghĩa điệu thì mốt người ta nói chết rồi nè. Nói hồi xưa rồi tao đi 500 mà giờ hai chồng đi có 200 mà. Má câu như vậy đó. Xong cái con hỏi ổng. Cái ông là a à, ổng giàu mà đi vậy được rồi. Tào lao dễ sợ. Trời ơi ổng cũng khô lắm á, ổng tới đám cưới tao ổng lấy thiệp khác cũng ghi. Mệt dễ sợ. Con ác nhơn dễ sợ. Mà chiều chút má chút đã tô má ấy quá. Ủa chút mà nồi má hâm lại. Ủa này má hâm gì vậy? Hâm miếng canh á, chiều à, có nào ăn không miếng chua. Nãy giờ không sao không thọt chắc chua lè không? Giờ má bỏ đâu đây? Nãy mưa lớn vậy, mưa lớn không má? Sao trên con mưa mà cái xuồng để cho chỗ hàng tư rồi rửa chanh nó tràn luôn. Đi xuống coi sao mất tiêu, không tiêu rồi. Sang ơi. Đâu rồi ông nội, có không? Má kêu nữa cây chỗ nào đó ơi. Ủa có chút kêu con vợ cái dến. Sao xình đất không à, mưa tự nhiên mưa chi giữ nghe mấy lầy. Có dừa không? Mít nè. Sao chưa có trái nữa ta. Rồi sao bưởi rụng quá trời nè. Hả? Bưởi sao đụng? Còn cái quài chuối già. Ê con rắn gì ông nội, đây nè. Thấy mới bò vô hay gì nè. Chú trái bự chán không này lá nó ham. Mấy bà bạn hàng nó mê lắm nè. Này bưởi hư rồi. Con có vừa nước không, chặt vừa nước ăn coi. Lâu quá không ăn. Nước đâu? Nếu mà clip kêu có chặt bù nào chưa, vừa có chặt bù nào chưa? Chưa. Đặt cái trái gì chảnh cho má, chảnh má uống chứ thôi về không có gì hết trơn, mang mặt má buồn nữa. Chặt chi vậy ông nội? Đóng đường đi. Đi xuống dưới đây coi có gì dưới đây không? Đây cái gì sao? Này giống cây xanh nó trồng ngoài lộ á. Cây sao hả?
cây xanh. Ủa không, cây trên mình là cây xanh á, còn cái này cây bằng kia bằng cây gì đó ở ngoài lộ á hả? Qua trời ớt, trời ớt bà không hái bán hả ta? Hái gỡ trên mình bán chung luôn chứ con miếng mà lái đâu mua. Cái ngâu, cái ngâu mà có cái trái như cái sừng biết không? Trời ơi tưởng là không biết chứ. Hồi xưa rậm rạp kia bẩn vậy kia mỹ xẻo vậy nè, giờ sáng chân luôn. Ủa này đâu đâu đắng mình như vậy ta? Đây nè. U được bình gì mê mê. Ôi xe con cá kìa, quá là cá kìa. Cá gì vậy? Bữa nào xuống câu có cái lỗ kìa, ông chọt mình câu xuống rồi vô có cá gì không? Dưới dài dài nè, câu dưới phát lỗ câu. Chắc có chứ không lẽ không. Ủa mấy cái lỗ này giống người ta câu thôi như là. Này. Ừ, ta giống ai câu vậy? Nó có người câu đầu rồi. Hay có người đặt cái gì vô đó, mình coi có không? Không phải đặt. Thì mấy lục bình tự nhiên nó chết, nó giặt giặt vậy không? Hay cắt lá chuối nè. Vông, 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 dở cái vết cảnh coi coi có con gì không? Hả? Thấy có con cá, mấy cá gì á? Đây xong có lục bình hết trơn ha. Chặt chi nộm nổi chiên da. Đi. Đi. Câu được nè, hôm nay câu được. Lên về tranh thủ thì về không nổi rồi. Chiều nó thui rồi. Trễ quá má ba la nữa. Con kiến nó cắn nó đau quá. Nên chặt buồn dừa uống. Thôi nó dép tôi xình đất không nữa thấy ghê rồi. Cái này gỡ ra. Hả? Buồn chuối này chắc nãy sao quá hay gì nữa tìm hiếm không nhất. Nó ốm nhờm chiếu rồi nuôi không bự quá. Nuôi mấy trái cái trên buồn chuối ta cắt lá trơn à. Sao hả? Để nuôi buồn hay vậy. Có buồn chuối là ta cắt lá hết luôn để nuôi buồn thôi. Tàu vừa mưa chứ không khô kéo vô gì. Không biết phải không. Lên nhóm lửa cắt cái chết luôn. Sao tôi sợ té quá ông nội. Nhớ hồi xưa ba má ông với chị hai ông đi bên đường này với em đi xuống vườn đi lên đi coi coi mắt tôi nè. Đi ruồng ruồng với vườn không mà đi đường tắt. Rớt cái quần cái gớm luôn rồi. Không hả? Ừ. Trong vỡ cá rồi có con gì chống không? À cây bưởi cứng ghê ta. Hử? Cây bưởi nó cứng. Mít chị, mít chị đó. Thái. Đây ông vợ ở dưới có con gì ở đây không? Tôi thấy có con giống con cá chốt quá vì cái ngạnh nó dướng trên nó chết queo gì rồi. Thấy nè. Cá chốt. Đó. Ô nó còn sống à. Sống chết. Sống sống á. Chết queo đồng nội ơi. Sống rồi ơi. Sống. Tập lao con cá gì mà sống, sống ông nội tôi chứ sống. Cá gì mà chết. Thông vợ thì có gì dưới không? Tại giá bộ đó chứ nó còn sống á. Là miếng cá rô nó mới mạnh ông ơi. Lội luôn hả? Dạ sao? Dạ hơi có con gì em có thì lội không có thôi chứ mất không lội gì dính thình không. Kiến trắng quá nè. Ba ốc bu quá trời kìa. Rồi ốc bu nó chìm rồi kìa. Có trời chắc không quá à. Có không chắc không hả? Kéo đại đi. Nè gỉ cây dở cây lên rồi được rồi. Kéo cây lên rồi dở con có cá không? Tháo nè. Hay quá à. Ủa gì vậy con cá chốt đúng không? Ừ. Sao nó leo lên chết queo rồi. Đó. Kìa. Cá sặc hay gì vậy? Sặc. Sặc hay lòng tông? Cá sặc cá phi con. Ủa? Cá sặc cá mẹ. Mẹ hơi gặm đi. Để chiều để chỗ cũ đi ông nội cho nó ấy, cá nó vô. Hồi xưa tôi với tía tôi hay đi đặt lương. Biết ở đâu ông là đặt lương không? Tấm. Ừ, cọng tấm á. Đặt lấy cái cua ốc đập dập 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 cái bỏ vô.
bỏ vô nó cũng vô bọn có kỳ vô lương hả gần cả ký luôn á. Mà mình lương bự quá rồi bán chứ đâu có ăn đâu, uổng bán lấy tiền làm gì, dốc lương tao bự trả không nội ơi. Ơi lương mà nó gần có lỗ tai luôn á, lương là có lỗ tai, cái giống giống lỗ tai ông ơi, dốc lao. Con coi qua clip này có không? Ừ. Qua bản đi ơi, mà sao không kiếm không có dừa ở trơn má, đi để qua clip bên kia coi có không. Này chúng ta bỏ tủ lạnh nha, ba xương sáu nè, ta bỏ tủ lạnh nha. Rồi đẹp quá, Khanh kêu rồi. Ba chai mướp để máng là xe. Trời ơi, chó con này nó bự dưới vậy. Ủa sao được muộn hay vậy? Ờ. Con trái lẻ chặt trái lẻ uống đây. Còn ba trái đi dùm dùm chì cho má cho anh. Nhưng mà đây nè, trời lẻ về thì phát anh kêu rồi. 5 giờ rồi. Chắc gian cháo quá. Tao gian cháo. Hả ai trơn nữa. Chắc tối nay chiều nay nấu canh mướp ăn cơm quá à. Mấy mướp này má mới cho đó. Tao chiên gì chiên cháo. Ông uống không uống nước đi rồi. Đưa cái mài vô ăn coi. Rồi cái mài tự nhiên bỏ. Ăn vô duyên. Vô duyên gì ăn cái này bình thường hồi xưa. Vô duyên. Hồi xưa mấy người lớn ta nói ăn cái này là ế chồng nè, ống chè ế chồng. Ừ. Tôi ăn lại đó đâu, tôi cũng có chồng bình thường lắm. Mới chắc xấu số lắm mới gặp bà. Uống được không? Không. Thôi thì cái uống, thôi thịt cái ăn. No quá còn miếng không ráng uống rồi. Lẹ về thằng tao thui rồi. Thấy chưa, tao nói vắng cháo rồi, nghe cái mà chặt không nghe hôm bữa, cái nghe nó vắng cháo rồi tôi biết rồi. Nó bị mới đốn đây đâu có nào. Má mới đúng hả? Má má được nhiêu tiền má? Hôm bán được có triệu mấy, triệu hai. Triệu hai hả? Vừa kỳ này ít chỉnh. Ồ, ăn uống gái lứa. Như thế về ông nội vô tới hôi rồi. Ăn mỗi ngày bữa này luôn. Đem ra phơi luôn. Nửa tay. Nhau đâu được đây. Chặt mấy cho gọn bớt chút điện trước đi. Đừng có chặt cá nha, chặt ba chặt ba cái rau đi rồi đó. Vừa đó uống nước mát á. Giàu lục quá ta. Thôi nhắc đại vậy đi, ba bán mốt đi rồi. Tao mày sao nó không bén nãy tao liếc liếc sơ sơ chặt bậy nó chứ. Chính mày vào. Má ăn cơm chưa má, ăn cơm nãy chắc ăn cơm nãy luôn hả? Cơm nhiêu đó ăn thấy bả luôn rồi nấu nữa ai ăn. Không có. Quên nữa. À, hai chồng phụ tiền má đám giỗ ba nha. Ừ. Mày có tiền không phụ không có gì thôi. Có má. Về phụ. Ba không? Tiền chanh để ông đưa mà sao giờ tùm lum hết trơn. Thôi đưa má 500 đi. Gửi má 500 phụ đám giỗ ba nha. Bố ba có làm bánh đậu xanh gì không? Có. Để không, về không phụ. Có tiền thì thôi về phụ không, khỏi về phụ tiền. Có rồi đâu con có mà. Nhưng chắc về luôn rồi, bổ ba mướp mình ăn mát hết ta. Ừ. Về đi má ơi. Ừ. Về xưa má ăn về má. Ừ. Bá này chúc má bỏ tủ lạnh nha, bỏ tủ lạnh này má ăn. Ừ. Cái hai chồng con về. Mốt mình từng xa là 26 đi má. Ừ. 25, 25 con xuống, xin cho má cho anh phụ xuống phụ. Ừ. Quay đầu xe đi. Về thôi tới hôi rồi. Dòng nó đi dòng hay tôi đi bộ lên đây. Cho mấy hồng rồng lắm á nhồng coi chừng trơn. Nó chân lùi hả? Mẹ trời ơi đi cũng lâu rồi mê.
đi lâu về cũng lâu lẹ đi. Rồi về nữa té đứng dậy trời trời chưa đi cũng đòi ngồi lâu ghê chứ đi cũng nói về cũng nói quằn thì thôi luôn. Cua kìa. Phá cây châm bầu cây đốn mình chống sơn chứ. Ừ. Ủa sao đốn mà đốt gì ta? Biết chắc là đốn mình nó sống. Sơn thì đốn tầm mình chết. Chắc là thằng gà. Đốn thì từ từ á, nội sơn không nội ơi. Chạy ra. Ghe là nhiều gà kéo. Từ từ thôi nội ơi. Hùng quá chạy nhanh quá trời. Nhột. Mắt chứng người ta chạy tới lệnh không cho mà nhột. Thôi, nhột. Quá à. Trời ơi, quá. Giống mình cũng khủng quá. Trời ơi. Tới rồi, tới nước. Má con nói má xuống với phụ luôn à, chơi cho vui rồi. Mấy năm nay dịch quá rồi thu gia không có gặp nhau rồi nay xuống với phụ chơi luôn má. Thì má chưa ngắt lá rồi hả? Chưa. Ủa má mắc mình cơm lên cho để con. Chưa, con mắc mình cơm lên. Mắc lên. Mắc quá. Má bước chắc chút con xào nấu canh.